Dạ vâng, xin chào mừng tất cả các bác tiếp tục trở lại với chương trình giới thiệu review đồng hồ Cồn Cổ. Và các bác cũng không quên cho em xin một lượt like khi xem xong clip cũng như đăng ký kênh bên dưới. Dạ vâng, để tiếp tục cập nhật những món đồ châu Âu từ đường bay của dòng Tây về cũng như là tổng kho đồ về Việt Nam. Và các bác thân mến, đây là một chiếc xe đạp Pozo đời năm 1946. Dạ vâng, đấy em sẽ review rất là chi tiết. Và em cũng xin nói với các bác rằng đây là những chiếc xe nhà em được lấy trực tiếp từ bên Pháp về Việt Nam các bác nhé, không qua cầu, không qua lái. Dạ vâng, cho nên là đồ đạc là khi mình mua được làm sao của bên Pháp thì mình cầm nguyên về như vậy. Đó, những điểm như nào em đều nói rất rõ để các bác là những người sưu tầm, là những người mua chơi, là những người mua biếu tặng, chúng ta cũng biết thêm sản phẩm như vậy. Bởi vì trong cái clip em giới thiệu đây chắc chắn là sẽ có rất nhiều bác đã là những bác mà thợ hoặc là những bác mà có kinh nghiệm chơi xe rất lâu năm thì các bác sẽ nhìn nhận được với những dòng xe như thế nào. Đấy, còn em thì sẽ dựa theo những cái tem và những cái thông tin người Pháp người ta cấp lại cho mình. Đấy, thì đây là một chiếc xe đời 1946. Dạ vâng, đấy các bác có thể nhìn thấy cho em, đây là cái phần chuông của nó nhá. Đấy, cái này về em chưa có lau chùi gì nhá, bởi vì về nguyên bụi em chưa làm. Đấy, còn các bác về các bác có thể châm dầu hoặc làm sạch nữa là do các bác, bởi nhiều bác là muốn yêu cầu để nguyên bụi tây. Đây cả tay nắm của nó đây ạ. Đó, ok. Đấy, phần tay phanh này của nó này là tay phanh ngang, các bác nhìn thấy ạ. Phương chúng ta xem tay phanh này đúng không, dọc, nhưng đây là tay phanh ngang này. Đó, các bác nhìn thấy ạ. Đó, nó nguyên xi như vậy nhá, và chữ Ava trên này. Đấy, hai bên tay nhôm, cái đánh thì nó sẽ ra màu nhưng mà em để nguyên. Đấy, phần cổ đây. Đấy, còn khi các bác mua thì đấy là quyền sở hữu của bác, các bác có thể làm gì theo ý của mình. Đó, phần đèn trên đèn nhôm đây các bác nhá. Đấy, và vành các đều bù nhôm đấy, rất co đây. Đó, à, chúng ta nhìn thấy đây là cái tem Pozo bằng nhôm. Vâng, tem nồi bên ngoài đời 1946 có chữ Paris bên dưới này. Đời 1946 thì nó có chữ Paris này và cái chữ là Pozo và cái tình tem nhôm này, tem vát nổi này các bác nhá. Đó, màu sơn nguyên bản các bác nhá. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái vành nó đây, vành này có tiếng này, có chữ này, Made in France này. Em thì nghĩ 100% là với những cái dòng nốp này thì nó sẽ không còn nữa rồi, bởi vì cái nốp này nó đã được thay, nhưng mà nốp này vẫn là nốp zin của Pozo. Chúng ta hiểu như vậy, nốp 650 các bác nhá. Đó, bên dưới này tai hồng này. Đó, đây là hãng Michelin nhé các bác nhá. À, như chúng ta chứ 1946 thì làm sao mà còn nốt mà đi được, thời gian từ đấy đến bây giờ để không nó quay cóp rồi đúng không. Đấy, còn vành viết là nó như thế này, em để nguyên như này nhá. Đó, mua bên Pháp về sao mà để nguyên như vậy, còn người Pháp người ta có làm cái gì đấy thì được quyền của người ta. Đấy, tay đây các bác nhá, rất đẹp ạ. Đây có cả phần một tem nhôm, ở đây có cả tiếng chữ này. Đấy, chữ nhỏ này. Đấy, chữ viết tay này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đấy, chữ viết tay này. Đó, helium này. Phải bên dưới cái chân trống thì em nắp vào nhá. Cái chân trống này bởi vì khi về không có chỗ dựng thì em phải nắp cái chân trống mới của em vào. Đấy, còn đây là vâng, chúng ta nhìn thấy bê đan chiếc ngon lành hết nhá. Đấy, củ điện này nhá. Đó, cái màu sơn này thì nó bay màu là chuyện đương nhiên, là 946 vẫn được cơ mà. Đấy, hai bên nó là hai hộp kỹ thuật. Đấy, chúng ta có thể để kính, để cờ lê nhỏ. Đấy, yên da này, yên cổ này. Rồi, nhôm này. Đấy, về phần phanh này thì chúng ta thường thấy là dòng phanh này là phanh đằng sau này, phanh gầm rồi đúng không ạ? Đấy, tiếp đến này. Đấy, nhíp 4 tầng này. Đấy, có nhìn chưa ạ? Đấy, tai hồng này. Nó so kéo này. Đấy, nó so phanh kéo đấy. Rồi, đĩa 1 tầng. Đĩa tháo các bác nhá, đĩa ba chạc tháo. Đấy, chắn bùn nhôm Pozo của hãng kia. Đấy, con này thì cực cổ rồi, con này chuẩn đời 1946 như thông tin bên kia về các bác nhá. Rất đẹp đấy ạ. Chiếc xe này nếu mà các bác mà có những cái không gian để hoài niệm thì chúng ta để những chiếc này thì tuyệt vời. Ví dụ chúng ta có thể để ở quán cà phê, quán trà hay là trong những ngôi nhà cổ, những ngôi nhà gỗ để hồi hoài niệm lại các bác nhá. Những chiếc này là tuyệt vời. Đó, rất đẹp. Đúng chất các cụ. Đó, rất đẹp đấy. Đây các bác có thể thấy rằng đây một bạn nữ và vợ em sẽ đứng vào trong đây để các bác nhìn thấy kích thước chiều cao nó cũng sẽ rất thoải mái đấy. Đây là bạn, vâng, bạn đứng như này và chúng ta nhìn thấy không? Đúng. Rất thoải mái nhá, không cao nhá. Vành 650. Đấy, rất thoải mái các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Tôi không cần, để cho các bác nhìn thôi. Đấy, ok. Đấy, tức là đi bình thường các bác nhá. Em đang quay để cho nó các bác dễ nhìn cái cảnh. Đấy, còn các bác nào lấy chiếc này thì xin báo cho em nhá. Nhà em quay rất chi tiết rồi và cam kết các bác là chuẩn đồ như giới thiệu ạ. Vì hiện tại nhà em đang nhiều đồ nhà em không cho về cửa hàng được. Vâng, hiện tại thì cũng là phần
giao quả năm cho nên là nó cũng có nhiều vấn đề, các bác thông cảm cho em, để kho riêng của em. Bác là thiện chí thì em mới lấy. Và đấy, một chiếc xe rất là đẹp các anh nhé. Đấy. Đấy, nhưng một bạn nữ bạn để như này là với cái vành nốt 650 như này nó rất hết sức bình thường. Đấy. Chuẩn cổ và rất đẹp. Ok. Vâng, và các bác cũng nhớ đăng ký kênh bên dưới nhé. Vâng, để cập nhật liên tục những chiếc xe nhà em tiếp tục về nhiều xe nữa. Đấy. Và bác nào thiện chí thì xin điện cho em, số điện thoại của em ghim dưới phần clip rồi. Vâng, địa chỉ ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội các bác nhá. Nhà em thì bán hàng thì chuẩn chỉ, các bác yên tâm, không lo lắng vấn đề gì cả. Các bác cứ chuyển cọc thôi là hàng sẽ đi. Vâng, vậy một lần nữa xin cảm ơn các bác, và các bác nhớ đăng ký kênh. Một lần nữa em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.